dắt dắt mọi người. Nãy mình còn có cả cho mình hết rồi, không hết được, dắt tình bạn. Mama. Hả? Cách để giữ trắng vùng da dưới cánh tay an toàn tại nhà, bạn biết chưa? Hãy sử dụng phấn rôm cho vùng da dưới cánh tay hàng ngày, giúp vùng da này trở nên thoáng sạch, hạn chế thâm và mịn màng hơn. 2. Đắp mặt nạ cho vùng da dưới cánh tay. Đầu tiên thì các bạn hãy rửa sạch khoai tây này, sau đó cắt lát rồi đắp lên cái vùng da này để chừng khoảng là 15 phút thôi, rồi sau đó lại đem đi rửa sạch. Trong khoai tây có chứa rất nhiều vitamin C, giúp cho vùng da này hạn chế được thâm sạm. 3. Thiết lập thói quen triệt lông bằng máy thay vì cạo, nhổ hoặc là wax. Chính những thói quen vệ sinh vùng cánh không an toàn sẽ làm da của bạn trở nên xỉn màu theo thời gian. Sửa ngay đi các nàng nhá. 4. Tẩy da chết từ 2 đến 3 lần một tuần bằng các sản phẩm có chứa axit. Bạn có thể dùng thử cái ZO Oil Control Pack này này, kết quả sẽ thay đổi rõ rệt chỉ sau 3 tuần nha, đảm bảo an toàn cho da và không gây kích ứng. 5. Dưỡng ẩm vùng nách bằng body lotion trắng da. Buổi tối sau khi tắm, mình thường bôi body lotion cả vào những cái vùng như là nách này, đầu gối này, massage nhẹ nhàng, vùng da dưới cánh tay sẽ trở nên mềm mại và cải thiện đáng kể luôn. Giữ da an toàn tại nhà cùng Vanessa.